Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Đức Tú. Thì hôm nay tiếp tục mình làm một video mình giới thiệu cho các bạn cái cách mà mình sử dụng các cái loại gạch cũng như là sàn gỗ trong nhà. Thì loại gạch sử dụng ở đâu và sàn gỗ sử dụng ở đâu, thì nên dùng cái loại nào để cho nó đẹp cho cái ngôi nhà của mình mà nó hợp lý cũng như là tạo cái vẻ sang trọng cho cái ngôi nhà. Thì hôm nay mình làm video để mình chia sẻ cho các bạn những cái kiến thức này. Thì mong các bạn cũng đón nhận và sẽ chia sẻ cho nhiều người được biết. Thì thứ nhất, mình đang nói về sàn gạch. Thì sàn gạch thì các bạn cũng biết rồi, đa số khi mà xây nhà thì các bạn hay cái nền đó, các bạn hay là lót bằng gạch. Thì cái gạch nó là một cái phổ biến. Còn những cái ngôi nhà mà đã nói tới sàn gỗ là những cái ngôi nhà thường là những cái ngôi nhà đầu tư rất là nhiều tiền. Hồi xưa là người ta hay làm các cái sàn gỗ bằng cái gỗ tự nhiên đó. Thì những cái ngôi nhà mà ốp trần gỗ hoặc là lát cái sàn gỗ thì những cái ngôi nhà đó người ta đầu tư nó rất là nhiều tiền và tạo cho cái ngôi nhà nó có cái vẻ nó sang trọng hơn. Nhưng mà không phải là chúng ta luôn luôn ốp gỗ hoặc là gì thì nó luôn luôn là sang trọng đâu, nhưng mà nó cần phải là phù hợp với cái ngôi nhà đó. Thì mình đang nói thứ nhất, mình đã ghi ra đây cái giá thành thì sao. Cái giá thành của cái sàn, nếu mà nói về cái sàn gỗ tự nhiên thì nó bây giờ gỗ nó ít thì nó rất là mắc, rất là mắc. Nếu mà nói về các cái gỗ đỏ hoặc là những cái gỗ mà lim, những cái gỗ mà cao cấp á, thì nó rất là mắc tiền. Nên là những cái sàn gỗ là đối với bây giờ là hầu như người ta không có sử dụng nữa. Thì người ta đang chuyển sang các cái loại sàn gỗ công nghiệp. Thì cái sàn gỗ này á, thì nó bây giờ nó có rất là nhiều các loại mẫu mã. Thứ nhất là gỗ công nghiệp này, thứ hai là cái loại sàn nhựa giả gỗ này, cái thứ ba là gạch giả gỗ này, và cái thứ tư nữa là simili giả gỗ nữa. Đó, nó có rất là nhiều các loại sàn giả gỗ. Thì các cái sàn gỗ này này thì cái giá thành của nó là nó thường là nó mắc hơn sàn gạch này. Những cái loại gạch cao cấp thì nó cũng không thể mắc bằng sàn gỗ. Nhưng mà nếu mà nói về các cái loại sàn giả gỗ thì cái loại gạch và cái loại sàn giả gỗ này thì cái giá thành nó đang tương đương nhau. Thì đối với các cái loại gạch mà gọi là phổ biến bây giờ thì nó đang nằm, mà đẹp nó đang nằm khoảng 300.000 tới 500.000. Thì cái sàn gỗ này cũng nằm từ 300.000 tới 500.000 đối với các loại gạch đẹp và phổ biến. Đó. Cái thứ hai, nói về ưu và nhược điểm thì các bạn biết, nếu mà nói về sàn gỗ thì cái nhược điểm lớn nhất của nó đó là nó sợ nước. Nó rất là dễ bị mối mọt và chúng ta cần phải bảo trì nó hàng năm. Nếu chúng ta không bảo trì thì cái lớp vẹt ni cũng như là cái lớp PU nó rất là dễ bị bong ra và nó gây mòn. Và rất là nhiều các cái gỗ mà nếu mà chúng ta không có bảo trì, không có lau dọn, không có sửa sang nó thì nó rất là dễ bị cong vênh cũng như là bị mốc, bị phồng rộp lên. Đó là cái nhược điểm lớn nhất của cái sàn gỗ. Nhưng mà cái ưu điểm của sàn gỗ là gì? Nếu mà nói về sàn gỗ, tại sao người ta thích dùng nó như vậy? Bởi vì cái sàn gỗ khi mà chúng ta đi vô, cảm giác nó rất là ấm. Thì đặc biệt là các cái vùng như là ngoài Bắc, cái vùng khí hậu lạnh, cũng như là trên Tây Nguyên, khí hậu lạnh, người ta rất là thích dùng sàn gỗ. Khi mà chúng ta đi vô trong cái nền của ngôi nhà, cái nhà nó rất là ấm. Đó. Thì khi mà chúng ta ngủ trong những cái ngôi nhà mà có cái sàn gỗ đấy thì chúng ta sẽ có cảm giác cái phòng ngủ chúng ta nó ấm cúng hơn và nó bảo vệ sức khỏe của chúng ta và chúng ta sẽ ngủ ngon hơn. Đó là cái ưu điểm nhất của sàn gỗ mà người ta hay thích dùng. Thì bây giờ nó có các loại sàn giả gỗ, các loại sàn gỗ công nghiệp thì nó vẫn giữ được cái tính năng là cái sàn nó ấm y chang như vậy. Nhưng mà cái sàn gỗ công nghiệp bây giờ nó có những cái loại sàn gỗ cao cấp á, thì nó có được cái tính năng mà chống ẩm, chống mối mọt, đó. Thì cái sàn gỗ nó làm được cái vấn đề đấy. Và bây giờ nó có các cái loại sàn nhựa giả gỗ thì khi mà mình đi khảo sát mà mình tiếp xúc thử bề mặt của nó thì nó cũng gọi là nó không được như sàn gỗ nhưng mà nó cũng rất là ấm. Đó, thì nó rất là phù hợp cho những cái vùng mà khí hậu lạnh. Hoặc là đối với các cái ngôi nhà mà chúng ta thiết kế thì cái sàn gỗ chúng ta vẫn có thể là ứng dụng trong các cái phòng ngủ. Bởi vì cái phòng ngủ, cái tông màu của cái sàn gỗ nó sẽ êm dịu và nó sẽ làm cho cái phòng ngủ chúng ta nó tối đi và giúp chúng ta ngủ rất là ngon. Và nó góp phần làm tăng cái vẻ sang trọng cho cái phòng ngủ chúng ta lên. Đó. Nên là cái ưu điểm của sàn gỗ là vậy. Thì mình đã nói về sàn gạch. Cái sàn gạch á, thì bây giờ gạch nó cũng có rất là nhiều các cái mẫu mã. Tùy vào cái thiết kế thì chúng ta sẽ đưa vô những cái vị trí nào. Nhưng mà các bạn cần lưu ý, rất là nhiều khách hàng muốn dùng sàn gỗ cho toàn bộ cái nhà, nhưng mà mình cần lưu ý là những cái vị trí như là các cái bếp này hoặc là các cái hành lang ấy, thì thường các bạn hạn chế dùng các cái gạch giả gỗ cũng như là các cái sàn gỗ, bởi vì như vậy những cái màu gỗ nó sẽ làm tối ngôi nhà của các bạn đi, và đặc biệt là những cái gỗ này nó hay tiếp xúc với nước, nên là các bạn hãy đổi từ gỗ sang gạch, bởi vì cái gạch nó sẽ làm cho cái ngôi nhà của chúng ta nó sạch và chúng ta rất là dễ vệ sinh, cũng như là nó làm cho cái ngôi nhà của chúng ta nó sáng lên đó. Và gạch thì bây giờ nó mẫu mã nó rất là nhiều, nên nếu mà chúng ta ứng dụng nó tốt thì nó cũng góp phần làm cho cái ngôi nhà của chúng ta nó trở nên đẹp hơn. Và cái gạch này á, thì cái giá thành của nó thì nó cũng bây giờ nó cũng không có mắc đó. Những cái loại gạch công nghệ bây giờ nó rất là đẹp, nó nằm, nếu mà các bạn sử dụng loại tốt nó nằm từ 300 đến 500 ngàn thôi là các bạn đã có những cái nền gạch rất là đẹp rồi đó. Về cái phong cách thì mình đang nói là cái phong cách cổ điển thì người ta cũng dùng sàn gỗ được, và phong cách hiện đại thì người ta cũng dùng sàn gỗ được, thì tùy vào cái thiết kế. Nếu mà cổ điển thì người ta sẽ dùng các cái tông màu gỗ nó đi tông với nhau, còn nếu mà hiện đại thì người ta sẽ phá cách hơn, bởi vì hiện tại bây giờ các cái loại gỗ công nghiệp nó có rất là nhiều các cái mẫu mã và màu sắc khác nhau, nó du nhập từ châu Âu về, nên là nếu mà các bạn kết hợp nó hài hòa thì nhà hiện đại hoặc là nhà cổ điển thì đều dùng sàn gỗ được, và gạch nó cũng y chang như vậy đó. Về cái xu hướng hiện nay thì đó, thì mình nói từ ban đầu, cái xu hướng hiện nay thì các cái loại mà sàn gỗ thì bây giờ người ta có rất là nhiều các cái vật liệu để mà tạo ra các cái loại sàn gỗ khác nhau. Như mình nhắc lại, nó là sàn gỗ tự nhiên này, sàn gỗ công nghiệp này, sàn nhựa giả gỗ này, rồi sàn simili giả gỗ đó, còn có thêm những loại gạch giả gỗ nữa, thì nó có rất là nhiều các cái loại. Thì để mục đích cuối cùng là để tạo ra các cái ngôi nhà nó có cái kiến trúc hài hòa và kiến trúc nó đẹp, nên là các cái màu sắc nó rất là đa dạng đó. Thì mình vừa chia sẻ cho các bạn là tại sao người ta hay dùng cái sàn gỗ trong những cái phòng ngủ và cái gạch trong những cái vị trí khác, thì mình vừa chia sẻ những cái kiến thức mà mình biết được. Thì nếu mà các bạn thấy hay, các bạn có thể comment bên dưới hoặc là chia sẻ cho nhiều người biết đó. Chào các bạn.